Ok, chào mọi người, quay về chế độ ăn cũ thôi. Quay về chế độ ăn cũ. Có gì đây? Hạt dưa đơ. À, cũng còn hôm nay đại ca dinh dưỡng đã đảo hộ cho chị đi bên ấy xong rồi, để yên đấy nha, chờ anh lấy bát. Chào Messi. Từ 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 từ, đây là phần của siro pila. Đây là gì đây? Pila mì đâu? Mì lên ghế đi. Mì siro ra ngoài này, ăn siro rồi ăn bên ngoài không ăn ở trong đấy đâu. Siro ra đây. Đây. Ăn không để hơi vãi. Ăn nhà tí ngon lắm. Có vẻ cho nó chỉ cần no nhanh chứ không cần no lâu. Nhai kỹ thì no lâu, mà nó nhai dối nó chỉ cần no ngay thôi. Người thấy ngoan không? Đứa nào ăn phần của đứa đấy, đứa nào ăn bát của đứa đấy. Cấm không có được chanh của đứa khác khi nó vẫn còn đang ăn. Khi nào nó ăn xong nó rời khỏi bát thì lúc đấy mới được ra vét. Rồi, xong chưa? Nào, siêu tránh ra nào. Đang quay video đấy siêu ạ. Chưa lượn ra đây. Bữa ăn trong vòng 2 phút. Yumi vẫn chưa ăn xong. Nào. Vẫn còn dính cái này. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này nó là cái gì đây? Dính nốt này, bác cũng còn dính này. Còn cái gì thì nếu nốt cái ai để dính vào cái này chúng ta là ăn là không được để thừa bất kỳ cái gì cả. Nguyên tắc của chúng ta ăn là như vậy.
không để vừa, vừa rất là phí, và vừa nếu xong chúng ta sẽ bị giảm ăn, cho nên là chúng ta không được ăn vừa. Siro anh bảo siro làm sao? Bây giờ siro lớn rồi, siro không được liếm vào má anh nữa rồi. Giờ chỉ có con Nina nó bé là đang được liếm. Nó lớn rồi là không có liếm. Xong chưa? Quét xong nhé. Để tí nữa trắng bát. Được cái ăn cái này, được cái rửa bát dễ này. Sạch luôn. Coi như là sạch luôn. Sao tại sao siro là nào siro chúng ta siro phải liếm cái máy quay của anh Phát là sao nhỉ? Hay thật. Lần nào nó cũng phải ra nó liếm cái máy quay của tôi cái. Nào. Ba đứa ra đây chào khán giả nào. Chú Mi ăn chưa xong à? Chú Mi ăn một giờ thế cho ba đứa ăn chung. Hoàn đã nào. Từ. Một là cho vét này. Được chưa? Xích ra đây. Mỗi đứa một tí. Từ gọi tên. Nào đây. Nó xin. Rồi thôi. Hết rồi, hết lượt rồi. Siro. Thôi, hết lượt. Hết lượt. Thôi, đi la. Thôi. Nó xin. Rồi thôi, siro. Để siro nó vét nốt đi. Nó bé này, vét nốt. Thôi, hết. Thì đến như là có phần đủ hết rồi của mình. Siro, Jumi nó ăn thừa thì nó ăn nhiều thì bánh quy với lại ấy quá thì nó ăn thừa thì thêm nếm thì gọi là thêm tí thì muốn được ôm thì phải xích vào đây. Ok, bạn đã nào. Quay về cái chế độ ăn hạt thường ngày, hạt và thịt luộc. Cái thịt tươi thì cho ăn mấy ngày nhưng mà thực sự mà nói là nó cũng mất công. Làm cái thịt tươi nó cũng mất công lắm. Nó lích tích nhiều thứ cho nên lại quay về cho chủ bận là lại quay về cho ăn hạt. Hạt và gà luộc thì là mất công luộc, nhưng mà mất công luộc nhưng ăn một thứ được. Chứ cái vấn đề thịt sống thịt chín thì nó lằng nhằng lắm, nó nhiều trường phái lắm. Thực ra thịt sống thì con chó nó tiêu hóa nó dễ hơn, thịt sống là nó tiêu hóa nó dễ tiêu hóa hơn là thịt chín, nhất là cái phần xương ở trong thịt. Xương mà còn sống thì nó sẽ dễ tiêu hóa hơn là cái xương nó đổ lên rồi. Nhưng cái gì nó có cái lợi cái hại của nó. Thì giới thiệu mấy bữa thịt sống là để mọi người xem. Mà mọi người nếu mà có những ai mà cho ăn thịt sống thì chúng ta phải cho ăn nó phải là một cái bài hỗn hợp nhiều thứ, chứ không phải là cứ thịt một cái loại nào đấy rồi mình ném vào cho nó ăn đâu. Ok, xin chào mọi người. Mm.